Mẹ nghe nè Nguyên. Cái gì? Tự nhiên nào đi qua nhà thằng Quang ngủ. Nè, con có bị điên hay không? Mẹ nói rồi đó, đi về nhà ngủ nha. Thôi mà làm chi hả em ơi? Chị nhanh lắm mình ra. Làm chi ạ? Hai đứa này đi vô cơm kìa. Chị làm gì vậy? Đang chơi vui là mất hứng à. Con nhỏ này càng ngày càng hư đốn. Chơi cái trò gì mà kỳ cục vậy hả? Cô ơi, con không sao đâu cô. Thấy chưa, mẹ nghe nó nói chưa, nó nói không sao kìa. Con nhỏ này liền quá đi à. Mẹ nói rồi đó nha, không lo đốt sự tốt với Tâm Anh đi. Vài bữa nữa không gặp người ta được có hối hận đó. Gì? Mắc gì không gặp được nó. Sắp tới đây là Tâm Anh với Tâm Ý đoàn tụ với ba ở nước ngoài rồi đó. Hả? Sao mà không nói cho tao biết? Mình tính lên nói với bạn, nhưng bạn cứ lấy dây bắt mình làm ngựa. Tại sao mẹ em nói cho tao biết hả? Chi? Tâm Anh! Em làm gì vậy? Mày dám bỏ nhà tao đi hả? Tao không cho mày đi đâu hả? Làm chi? Mày đúng là cái đồ đáng ghét. Tao không cho mày đi đâu hả? Tâm Anh! Làm chi? Con nhỏ Tâm Anh này, mày dám bỏ nhà tao đi hả? Đáng lẽ ra là tao về hỏi mày. Tại sao mày dám nằm trên giường của tao hả? Mình chỉ ra ngoài nhà đó. Đâu mà không ra ngoài nhà hả? Đâu mà mày đứng đánh nữa. Mày khai thiệt đi. Ngoài cái con này ra, mày còn đụng đến Julio và Antonio của tao không hả? Đưa cho tao. Đưa đây. Không à. Không được. Cái đó là của chú thương em đưa cho. Không, mày mua nó chưa? Cái này là của chú thương em. Mày quên lên chưa? Mày đang làm tao đau đó. Chú thương em cho mình mà. Đưa cho tao nhanh lên. Sao mày lại được hả? Mình không được. Đưa nhanh lên. Cái khác thì được, cái này không được đâu. Mày tập về nhà làm sao mà giống nhau được. Mày đưa cho tao cái này rồi mày làm cái khác cũng được mà. Không được. Lan Chi nè, nếu như mà được uống một ly sữa thì chắc mình sẽ viết hay hơn nhiều. Mày còn đòi thêm sữa nữa hả? Khỏi. Mày đợi đó nha, tao đi lấy cho. Cảm ơn Lan Chi nhiều. Khi còn nhỏ phải ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn, không được hư hỏng, không được ham chơi, thế mới là trẻ ngoan. Chừng nào vậy? Để ngày mai chị tới nói với cô giáo ha. Dạ. Em sao vậy? Lúc đầu nghe nói được đoàn tụ với ba thì em rất vui. Em cũng thích được đi máy bay nữa. Nhưng mà cứ nói tới chuyện không được gặp lại các bạn thì em lại thấy buồn. Không có sao đâu, sau này em qua bên đó em cũng sẽ có bạn mới mà. Dạ. Tâm Anh ơi, Tâm Anh lên phòng tao nói chuyện tí. Có chuyện gì sao bạn không nói ở đây luôn đi Lâm Chi? Tao kêu lên thì mày cứ lên. Tao muốn cuộc nói chuyện giữa hai người con gái được riêng tư. Lên nhanh nha. Ủa, bạn làm gì vậy Lâm Chi? Từ bây giờ phải có sự cho phép của tao thì mày mới được đi. Lâm
Chi à, từ đầu mày đã ở đây rồi thì mày phải ở đây luôn, không được đi đâu hết. Nhưng mà mình cũng phải được đoàn tụ với ba chứ. Chuyện đã tính sao, có lệnh của tao mày mới được đi. Nam Chi à, ủa sao mày kêu tao hoài vậy? Tao nhắc lại một lần nữa, phải có sự cho phép của tao thì mày mới được đi. À, Nguyên nhà em lấy đồ giùm cho nó. À, vậy hả? Mà cậu có biết chừng nào Nguyên về không? À, em cũng không biết chừng nào nó về nữa. Nhưng mà em thấy nó buồn lắm. Chưa bao giờ mà em thấy thằng bạn em nó buồn dữ vậy á. À, chung đi. Cảm ơn Đạt. Ngủ rồi. Ừ. Cảm ơn Đạt. Xin lỗi nha, đợi một lát nữa Lâm Chi nó ngủ á, cô canh cô tháo sợi dây ra cho. Dạ không sao đâu cô, chắc tại là Lâm Chi có tình cảm nó mới vậy thôi à. Thì đó, cái con nhỏ này nè, tính tình nó ương bướng vậy chứ thiệt ra nó sống tình cảm lắm. Cô chỉ sợ là Tâm Anh nó đau, nó thấy phiền thôi. Dạ không sao đâu cô. Để về gặp thằng Nguyên nữa chứ. Cái thằng này bữa nay không biết giận dỗi cái chuyện gì, đi mấy ngày rồi không chịu về nữa. Bữa nay con có rảnh không? Giúp giùm cô với. Dạ, sao vậy cô? Con giúp giùm cô chạy qua nhà thằng Quang, kêu thằng Nguyên về đây giùm cô nha. Dạ, dạ, con đi liền. Tâm ý, Tâm ý. Ủa, mình đâu có kêu nó đi liền đâu. Làm cái gì mà nó đi gấp vậy? Chưa có nấu đồ ăn xong mà. Chị về đi, thằng Nguyên nó không về đâu. Vậy cậu nói với Nguyên là cứ về nhà đi. Tôi sẽ không để cậu ấy thấy mặt tôi đâu. Dạ. Chơi nữa đâu, ai người muốn nói vậy tự xuống dưới nói đi. Bạn bè gì kỳ vậy? Nè, không lẽ bây giờ tính không nói chuyện đến lúc chị đi luôn hả?
Tâm Anh, lên đây ngủ chung tao đi. Nhưng mà bạn đâu có thích mình nằm trên giường bạn đâu. Tại sợi dây này thôi. Nó lẹ đi. Lam Chi nè, mình cũng ôm một con gấu bông được chứ. Thích con nào lấy đi. Mình chọn con này. Trời ơi, mày cũng biết chọn ghê. Ủa, mà con này tên gì vậy? Elizabeth. Tên gì dài ngoằng vô khó kêu quá à. Trời ơi, mày không biết hả? Tên vậy á, nghe mấy xoan. Mình đâu có thấy sang gì đâu. Nè, tao hỏi mày nha, giữa Lê Tâm Anh và Elizabeth cái nào đẹp hơn? Con cũng sẽ không đi học luôn. Ê, con nhỏ này à, con đã giỡn ăn đòn phải không? Hơi lì quá mà. Bây giờ tháo ra liền không? Không, con không tháo. Cô ơi. Hả? Con có cách này nè cô. Cách gì? Ủa? Sao ngừng quay rồi? Nhỏ này vẫn thích chơi bộ chốt hả? Làm gì? Em hát cái gì? Ngồi xuống, tập trung vào bài. Ê, quay rồi nè. Ủa, chị có cần em phụ gì không? Không cần đâu, chị làm được rồi. Ủa, chị không mang cái áo khoác đó đi hả? Em thấy còn mới mà. Cái áo đó mà mới hả? Cũ xì, nên bỏ đi thì có. Ê, mày đang làm lơ tao hả? Mày nên nhớ là tao chưa cho phép mày đi thì mày không được đi đâu nha. Ý trời tao dơi. Thank you.
Cậu nhất định không chịu nói chuyện với tôi hả? Tôi ở đây đâu còn bao lâu nữa. Tôi hy vọng chúng ta sẽ vẫn vui vẻ cho đến lúc tôi đi. Lâm Chi ơi, mình tháo sợi dây ra một chút được không? Mày định tháo ra rồi bỏ trốn đúng không? Mày không có đâu, mình đâu có bỏ trốn thiệt mà. Làm sao tôi tin được mày? Vậy thì móc méo đi. Chỉ khi nào bạn cho mình đi thì mình mới đi. Thiệt đó. Thôi khỏi đi. Mày mà bỏ trốn là biết tay tao á. Mày hiểu tính tao mà. Thuận tao thì sống, không thuận tao thì chết. Mình biết rồi, cảm ơn bạn. Mày đừng có mong mà bỏ trốn. Mình biết rồi mà. Đúng rồi đó, con nhớ là phải bỏ nước đầu. Pha nước đừng có nóng quá nha con. Dạ, con xin phép cô, con đi ra ngoài nha cô. Con cứ lo công chuyện của con đi. Nè, từ giờ trở đi á, công chuyện nhà con đừng có lo tới. Cứ lo việc riêng của mình đi nha. Đúng rồi đó, bây giờ đã có bà với cô rồi, con không phải lo dọn dẹp với lại nấu nướng nữa đâu. Lo công việc của mình đi nha. Thôi, uống nước đi con. Nguyên, ông đi chơi rồi tôi hả? Thôi bạn chơi đi, tôi ra tiệm net. Khi nào về nhắn tôi về chung. Ừ, để đi chứ nha. Tội quan trọng mà. Những ngày cậu không về nhà, tôi đã rất lo lắng. Tôi chỉ chờ một tin nhắn của cậu, nhưng không thấy. Tôi sợ trước khi tôi đi mà không gặp được cậu.
Chị ơi, em thích chị rồi. Chị Tâm Lý ơi, Trần Nguyên thích chị lắm. Chân tình lắm, chân tình lắm, chân tình lắm. Trần Nguyên yêu chị lắm, chị Tâm Lý ơi. Vậy ôi, trẻ con quá. Tâm Lý ơi, anh yêu em. Đúng như cậu nói, nếu tôi đã cho cậu hạnh phúc thì không có quyền cướp mất hạnh phúc của cậu. Cậu còn nhớ cái đêm mà cậu trách tôi? Tôi đã xin cậu giữ lại một điều cho riêng mình. Tôi đã từng ước mơ sẽ cùng chị được học tại ngôi trường đại học này. Chúng ta sẽ cùng nhau đến trường, cùng nhau nghe giảng, cùng nhau đến thư viện. À quên, cùng nhau ăn ở canteen ngôi trường này nữa. Ước mơ của tôi chỉ có vậy thôi đó. Nếu được vậy thì tốt quá rồi. Cho nên là tôi mới dẫn chị đến đây để thử cảm giác mình là sinh viên của ngôi trường này. Hai bạn là tân sinh viên đúng không ạ? À, dạ đúng rồi. Có thích guitar không? Tham gia câu lạc bộ guitar nhân văn chúng tụi mình nha. Cảm ơn các bạn. Dạ. Dạ được rồi ạ. Cảm ơn. Hát tiếp nào mấy bạn. Muôn chiều đi trên con đường này, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi, đủ về nước sâu là khó. Hình như là họ bị trễ giờ thì phải. Họ là couple đó. Hả? Couple là gì? Đó, là một cặp á. Hay là mình cùng giả bộ trễ giờ giống như họ đi. Ê, trễ giờ rồi, nhanh lên. Mình đuổi theo họ đó. Ừ. Ở đi chị. Đừng nói thầy cô. Tất cả những gì ở trường ngày hôm nay là hoài bão, là ước mơ của
Anh ơi, tìm giùm em cuốn Còn Duyên Sẽ Quay Về Với Nhau. À, cuốn đó hả? Dạ. Anh nhớ là ở đâu đây còn nè. Đợi anh xíu nha. Ây da. Ai dở gì kỳ quá vậy? Và như một điều tất yếu, sự chờ đợi nào cũng mang lại kết quả. Chị Mai giờ thành một idol nổi tiếng. Chị giữ đúng lời hứa quay về tìm anh Quốc. Ôi, không nào không ai người yêu nữa. Ai? Bye. Tôi cũng là người trong tâm thế chờ đợi. Và rồi ngày ấy cũng đến. Cái thằng này. Ủa, hồi đám cưới cậu, cậu dắt cô dâu ra, ta hiểu lầm sao? Nhưng mà cũng là cô giáo của con mà. Hôm nay ngày vui đó nha, hai cậu cháu mày như chó với mèo đi. Có cần mặc đồ đẹp gì không? Cháu cậu mà. Tin cưới cô dâu hả? Oh. Nhớ là huy động vốn cho cháu nó nghe. Xô bít. Trời đẹp quá. Oh, Julie. Hoa hậu nhân viên quý bà hả? Julie. Mà tôi chưa nghe mà tưởng đâu là hoa hậu nhân viên không? Wow. Chào dạ. Chào rồi. Thôi, có cặp đôi kìa. Đó, sẵn rồi mình chụp tấm hình kỷ niệm đi ha. Khoan. Các cô chú ơi, các cô chú vui lòng trước khi mình chụp hình á thì mình vui lòng mình bỏ bao thư vào đây trước ha. Còn nhỏ nữa. Ừ, đúng á. Chào. Ủa, thôi con đến rồi. Ai vậy nè? Nhìn đây. Bờ đã dương về đây. Về chứ, về để dự đám cưới của cô cậu sĩ chứ. À, chúc mừng. Nè, Tâm Ý đâu rồi con? À, dạ, chị Tâm Ý không về ạ. À. Ồ. Tâm Ý, nhớ mẹ quá. Lần này tôi về đây mua nhà mua cửa đây luôn, sống ở Việt Nam luôn. Ủa vậy hả? Cho mấy đứa nhỏ nó qua lại nó chơi với nhau. Vậy là tốt quá rồi, là tôi có bạn cờ rồi. Không cái coi. Quá liền. Quyên đâu rồi? Quyên, bạn nó tới nè. Bạn mình ơi. Ủa, tôi tới Quyên không về? Hãy về thăm bạn thân của mình chứ. Sao nó còn không đến? Dạ, cảm ơn gây bất ngờ cho mọi người. Ừ, thôi vô đi con. Thôi, vô đi bạn, con, vô đi. Vô đi, tôi nhớ bạn nhiều lắm. Tới với tôi cái đi. Đi.